Nào các bạn nhé, bây giờ là 18:32, trời sắp tối rồi, nhưng mình cố gắng làm nốt cái cây này. Nhưng con vẫn thấy trời kiểu say sáng ở trong để điện thoại sáng mà. Không? Bố phải bật đèn flash con ạ. Thì bây giờ là 18:32, trời đã khá tối. Thì cây này, mình giới thiệu sơ được qua cây này. Cần nhớ cái trò này đừng để bố làm quá. Thì cây này mình vẫn lấy ở trên khuôn tiếu thôi. Mình thì trên khuôn tiếu Bắc Hoa mình lấy rất nhiều cây. Cái đá này ấy. Cây này mình thấy cái rễ nó khá hay. Mình chỉ lấy một đoạn rễ đây. Còn từ đây trở đây là mình sáng tạo. Thì cái rễ này là nó mọc ở trong một khe suối ở khuôn tiếu Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Còn đá này thì mình nhặt trên Ba Tia. Mảnh dưới đá nó là một đá không nguyên khối. Nó trông như là cục bê tông ấy. Mình thấy hay, mình mang về. Và bốn xung quanh mình dùng đá thấm mình chát lại. Thì cái chậu này mình thay khá lâu rồi. Thay khá lâu rồi, đất đã cằn cỗi. Đất rất là chua. Thế lần này mình sửa lại, mình cũng dùng vôi bột mình rắc. Rắc xong một thời gian, khoảng 10 năm 20 ngày thì mình dùng đỗ tương mình rắc ở trên. Còn cây này từ giờ đến sang năm chắc chắn mình phải thay đất, không thay đất thì cây cằn cỗi quá không mọc được nữa. Thì cây này mình làm dáng siêu. Mình chuyển sang dáng siêu. Mình cố gắng làm nốt cây này, bởi cây này thì nó là cây thành phẩm rồi. Thôi xấu đẹp nó chỉ thế thôi. Thì nhược điểm của nó cao quá, dài quá. Nhưng mình làm rồi, bây giờ mình chẳng sửa nữa. Nếu mình sửa thì mình lại làm cây mới, bởi vì cây nhiên liệu mình nhiều lắm. Không thì mình ở trên gọi Lục Ngạn, miền núi thì cây cũng rất là nhiều. Cho nên mình đã làm như vậy rồi thì làm từ đầu rồi. Bây giờ mình cắt đi hoặc là mình sửa khác thì nó phí công quá. Thôi mình cứ để vậy để chơi. Vậy ở bốn xung quanh mình đắp bằng đá thấm. Ở bên trước này thì mình để thêm một cái hòn đá vào để cho nó tạo như giống như là một cái đỉnh núi vậy. Bây giờ mình cây này cơ bản nó không phải bấm nhiều, thì mình bấm luôn. Mình bấm rất nhanh. Thì cây này mình tạo dáng siêu. Cành thứ nhất mình để ở đằng sau để tạo chiều sâu. Cành thứ hai mình để đằng trước thì đúng ra nó không hay lắm nhưng thôi. Cành thứ ba mình để ở bên trái để đua ra, vươn ra. Và cành thứ tư mình cho quay lại. Đó là cành thứ tư để cho quay lại phóng dài thì đẹp hơn. Phóng để cho nó tạo sự đối trọng lại. Nhưng mình làm như vậy rồi. Bây giờ mình cắt xong mời các bạn xem. Mình cắt thật nhanh. Cơ bản cây này là cây thành phẩm cho nên làm nhanh cho các bạn ạ. Mình đã chắc chỉ một vài phút thôi. Kéo này dít quá. Qua cho bố đi con, để bố đang làm. Đừng, bố đang làm con ơi. Kéo cho dít thế. Đừng, để bố làm con, đừng nói chuyện bố. Thôi mình dùng kéo này vậy, kéo này cắt dít quá. Cây này nó tương đối thành phẩm, cành đánh răm nó tương đối đạt cho nên nó rất là nhanh. Vậy cũng không phải sửa chữa nhiều. Mình làm cây thì đều theo nguyên tắc là mình làm nó tương đối cầu kỳ. Một cành lớn, nếu cây là thành một bố cục, một cành lớn, ví dụ cây mình để 5 cành, một ngọn, thì các cành cũng để đều 5 cái bông nhỏ. Còn một cành cấp 2, 5 cành cấp 2 nhỏ. Để rất bộ nốt. Nó giống bố cục 5 cành một ngọn. Còn mình gọi là bố cục nó thống nhất nhau ấy. Cho mình để nó tương đối là dày. Tất nhiên sau này mình cắt đi thì nếu mọc lá rậm thì trông nó thành từng bông nhỏ thôi chứ không rõ ràng từng cành như vậy. Từng răm nhỏ vậy như vậy. Nhưng mình cắt xương ra thì hở ra nó sẽ hiện lên như vậy. Rõ ràng như vậy. Thôi các bạn kiên trì xem mình, bởi vì cây này nó khá thành phẩm, mình cắt nhanh thôi.
Cây này thì mình để đằng siêu, nhược điểm nó hơi cao, dài quá. Nhưng thôi mình chơi, xấu đẹp của mình, con mình sinh ra mà, ai chẳng muốn con nó đẹp. Cây này hơi dài, bỏ bước cái đấy đi. Rồi. Thì mình tạo những cái bông, ra một cái bông thì thành từng lớp một. Nhìn xa thành từng bậc một, từng lớp lang một, kiểu như thang mây ấy. Tất nhiên mình cũng dựa theo cách làm là bông tán cổ, tức là 5 cành một ngọn chẳng hạn. Nhưng mình cách đĩa một chút, mình làm đĩa như các cụ ngày xưa. Và trong cái mảng lớn, 5 cái mảng lớn đấy, thì mình mỗi mảng mình cho thành những mảng nhỏ xíu thôi. Thì các bạn sẽ nhìn trực tiếp, mình cho gần. Bây giờ tối rồi, mình làm nhanh một chút. Thì trong mỗi mảng lớn, trong cái 50 bông cành ấy, thì mình làm lại 5 cái mảng nhỏ. Đã xong cành thứ 3, cành thứ 4. Cành này nếu mà mình cho nó phóng dài về đằng sau thì đẹp quá, nhưng mà mình này. Còn cách để bông tán thế nào thì sao cho nó hợp lý thôi. Mình bây giờ mình làm không bó buộc. Nếu mà làm không biết cách nói nào thì gọi là cây bonsai. Còn dáng siêu, 5 cành một ngọn. Ra cái cành thứ 4 này mình cho nó phóng lại trả về gốc thì đẹp quá. Cành này cho phóng vào, về thì đẹp. Đây cành ngọn rồi. Đã xong các bạn. Nếu còn thời gian chúng ta chỉnh lên một chút, kéo một tí, bởi vì sau một thời gian nó mọc nó hơi vẹo một chút, thì bây giờ nó hơi vẹo cành, hơi vẹo một tí. Thôi có lẽ các bạn đợi mình một chút, mình sẽ chỉnh lại một kẹo nhá. Thôi thì mình dùng một dây uốn uốn lại rất nhanh thôi. Dây uốn lần này thì mình tận dụng dây cũ, thôi mình lấy cái dây này vậy. Mình dùng cái ghế Xuân Hòa, nó hay lắm. Cái này mình không cần đập đâu, mình kéo thôi, nó sẽ thẳng. Không cần dây dài thế thôi, không chọn nữa. Để các bạn đỡ phải đợi. Vì mình để lâu quá nó mọc sẩm nhiều cành, măng mọc lên cho nên nó bị nó hơi vẹo cành một chút. Cho nên mình phải uốn từ trong gốc cành ra. Mình chỉnh lại một chút cho nó cảnh nó phẳng phiu theo ý định từ đầu của mình. Bây giờ nó bị nâng lên một chút rồi, tức là nó không được, nó lệch lên. Cố gắng làm thật nhanh. Xong một bên. Mình chỉ quấn lại để cho chỉnh kéo lại không thông thông. Nếu mình dùng dây thì mình dùng cái dây mình chàng mình buộc cũng được thôi. Làm cho nó gọn gàng tí cho đẹp. Đã xong. Bây giờ mình chỉnh lại một chút. Mình có kéo bấm sắt
con đầu nó hơi hơi dài một tí thôi, cắt nữa mình bấm lại cho nó đẹp. Đâu, thử xem như nào. Đúng rồi, cái này nó hơi uốn lại một tí. Cái cành trên đỉnh này mình không để cành đỉnh, mình viết một cành, một cái bông nhỏ ở cành khác đưa vào. Đây. Xong. Đấy, mình nắn lại một chút. Trời khá tối rồi, các bạn thông cảm. Bây giờ mình sửa lại một tí xong mình thôi coi như thế là xong. Còn khi nào nó mọc răm lên thì chúng ta chỉnh sửa tiếp sao cho hợp lý. Vậy mình làm từ 6 giờ 32 phút. Bây giờ đến 6 giờ 42 phút 10 phút. Mình đã làm toàn vẹn. Mời các bạn xem lại. Mình không hề dừng video làm từ đầu đến nay, từ khi bắt đầu giới thiệu ra xong cây cây rùi răng siêu. Để chỗ này nó còn hơi, mình làm hơn 10 phút. Nó hơi thỏ ra một tí để mình bấm lại cho nó. Nó gọn gàng từng bông một. Cái này mình có níu lại một tí, căng lại dây một tí thì được thôi. Một số chỗ nó vẫn chưa được đẹp lắm. Thôi, đã xong. Tạm thời như vậy. Bây giờ mời các bạn đi vào gần, các bạn xem. Thứ nhất, bây giờ mời các bạn quay lại xem là cái... Để mình đang rút điện thoại dần lại. Mình chỉnh cái chân điện thoại cho nó. Chỉnh cái chân điện thoại cho nó gọn lại. Đấy, đây là. Thôi mình dừng một tí đã. Tối rồi mình dùng flash để cho dễ nhìn. Thì thứ nhất mình giới thiệu về cái hòn đá của mình. Đây các bạn, nhìn mặt dưới lên. Hòn đá này trông giống như hòn bê tông, nhưng nó hòn đá các bạn ạ. Mình lấy ở trên Ba Tia Sơn Động của Lục Ngạn Bắc Giang. Đây hòn đá, đá nguyên khối, mình thấy hòn đá khá phẳng. Ở đây là mình dùng bằng đá thấm. Mình xây bốn xung quanh. Làm như tầng tầng lớp lớp vậy. Như là lớp ở biển nó bị thủy triều hoặc là bị xoáy mòn đấy. Ở trên này là hòn đá vôi. Đấy, mình đã giới thiệu sơ qua cái chậu của mình. Thì thấy nó khá khớp, khá hợp. Đấy. Còn đây là mặt chính của nó. Gốc đây. Cái bệ gốc gồm có hai rễ chính xuống. Các rễ bám đều ra bốn hướng. Đây, rễ này nó khá quằn quẹo, khá đẹp. Thân đây. Mình giới thiệu từ rễ thân lên. Đây là láng siêu, cây này gần như khoảng 45 độ. Cành đầu tiên mình để hướng sau để tạo chiều sâu. Cành đây, cành đầu tiên để chiều sau hướng sâu. Cành thứ hai cho mặt phía trước như hơi chúc xuống để đỡ đâm vào mặt người xem. Cành thứ ba thì mình cho vươn ra. Tất nhiên cành vươn đây nó ngắn rồi. Cành thứ ba vươn ra. Cành thứ ba chỗ này nó hơi trống một chút thì mình để một cành đinh như này để nó che thân. Cành thứ tư là cành này. Thì mình cho nó phóng về. Vừa mình đã uốn cành này đây. Đấy, cành thứ tư phóng về. Cành thứ tư mình có làm một cái hai cái nốt gấp. Hai cái co, hai cái gọi là cái gấp khỉu đột xuất ở đây gặp lại. Tạo sự nó lạ, nó kỳ quái một chút, đây là bông ngọn. Thì tất cả các cành mình đều để bởi mình như mình vừa nói, cây mình làm bố cục giống nhau. Ví dụ cây 5 cành một ngọn thì mình cũng làm thành 5 cái cành cấp 2 nhỏ. Ví dụ cành thứ nhất. Một cành cấp 2. Cấp 21 này. Cành cấp 22 này, cành cấp 23 này, và 4 này, và 5, là cành cuối cùng. Đấy. Và khi mình quay 5 cành một ngọn, chúng ta thấy nó thành từng bậc một. Tuy rằng nó một mảng lớn, nhưng thành mảng nhỏ nhỏ. Đây, thứ nhất, mảng đầu tiên, bởi trong gốc nó vướng, cho nên mình cho nó hơi thấp một chút, lên, cao, đấy, thành từng bậc một đấy. Chúng ta nhìn từ xa, cây của mình thành từng bậc một. Bây giờ các bạn nhìn lại xa một lần, tóm lại các cây mình đều làm như vậy. Cái dây này nó hơi vướng, để cắt đi, bây giờ mình để lên. Các bạn nhìn kỹ, cây của mình nó thành từng bậc một như vậy.
Và các bạn thông cảm, trời đã tối mình vẫn làm video. Video mình bây giờ là khá dài. Hôm nay mình quay nguyên từ đầu đến cuối, không hề cắt, không hề dừng video. Bây giờ đã là 6 giờ 48 phút, tức là 18 giờ 48 phút. Mình dừng video ở đây, tại đây. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.